Chuyển sang tin tức về vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn huyện Quế Phong vừa qua. Thưa quý vị, bước vào mùa đông, trong thời điểm rét đậm rét hại, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa liên tục tràn xuống. Vùng núi cao miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang cảm nhận rõ nét sự rét buốt của mùa đông. Trước tình hình đó, các hộ dân đã đốt lửa sưởi ấm cho châu bò, tuy nhiên lại gây ra thiệt hại tài sản do hỏa hoạn. Theo thông tin, ngày 16 tháng 12, ông Quang Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ cháy khiến ngôi nhà sàn và nhà bếp của một hộ dân bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 12, ngôi nhà sàn của gia đình ông Lô Thái Dân, sinh năm 1951, trú tại bản Ná Phầy, xã Mường Nọc, bỗng dưng bốc cháy. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, mọi người trong gia đình ông Dân đều đi vắng. Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực đã lập tức đến hiện trường tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngôi nhà sàn có nhiều vật dụng dễ bắt cháy nên ngọn lửa lớn bao trùm, thiêu rụi căn nhà. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ ngôi nhà sàn, nhà bếp và gia sản đều bị lửa thiêu rụi. Chỉ có một số lượng lúa mới thu hoạch ông Dân gửi bên nhà hàng xóm thì an toàn. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và sắp xếp chỗ ở tạm cho gia đình ông dân. Theo nhiều người dân cho biết, ngọn lửa từ khu vực gia đình đốt lửa để sửa ấm cho đàn trâu đã bén lên gây ra vụ cháy. Được biết gia đình ông dân thuộc diện hộ nghèo của xóm Ná Phẩy. Năm nào cũng vậy, Thời tiết lạnh giá đã gây ra không ít những khổ sở khó khăn cho bà con, khi vừa mất mùa vì sương muối, vừa lo cho gia súc gia cầm không chịu được thời tiết lạnh. Tuy nhiên, sưởi ấm bằng lửa hay than vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến hỏa hoạn. Chính vì thế, bà con cần sử dụng những phương pháp ủ ấm khác an toàn hơn cho vật nuôi để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.